của buổi phát thanh tại tỉnh Lai Châu tổng kết ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào 14 giờ ngày 7 tháng 11 vừa qua, tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội Internet tại thư viện tỉnh Lai Châu. Đây là sự kiện thuộc cơ sở dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ với sự tham gia đông đảo của người dân. Tỉnh Lai Châu, ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang đến cho bà con một cái nhìn đầy đủ hơn về vai trò của Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức, ngày hội Internet tỉnh Lai Châu đã thu hút rất nhiều lượt người tham dự. Đến với ngày hội Internet, người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng